Hello, xin chào các bạn. Ngày nay thì với việc phát triển của xã hội, các thiết bị máy móc ra đời thay thế sức lao động được thổi lá thổi bụi đã không còn là trở ngại của rất nhiều người. Và các cái video review các sản phẩm về máy thổi lá thì ngày hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn một chiếc máy thổi lá động cơ 2 tỷ Sumo 3000 phân phối bởi Vinmax, một sản phẩm đang được khách hàng của Vinmax lựa chọn tin dùng rất là nhiều. Đó chính là chiếc máy này đây ạ. Với thiết kế cực kỳ là cải tiến so với các dòng trước đây. Điểm nổi bật này là cái phần xả ống khí ra, thay vì việc đặt ở bên hông thì bây giờ nó đặt vào đằng trước để sử dụng máy sẽ được an toàn hơn. Đây các bạn nhìn thấy này, động cơ của Sumo với công nghệ của Nhật Bản. Máy này thì có sức là 3 kW, với tốc độ vòng quay lên tới 7.000 vòng trên 1 phút sẽ giúp cho cái chiếc máy này hoạt động rất khỏe, nên là cái việc thổi bụi thổi lá cây rất là dễ dàng. Xung quanh đều được bao quanh bởi nhựa cao cấp, sẽ tránh được các cái tác nhân của môi trường cũng như là các cái ảnh hưởng của thời tiết này. Dung tích bình xăng cực kỳ là lớn, lên được 3 lít đặt ở phần phía dưới động cơ. Đế cũng nhựa cực kỳ là dày. Bằng mắt thường chúng ta có thể quan sát được phần đệm lưng này cực kỳ là dày, giúp cho khi mà người sử dụng chiếc máy này sẽ không bị đau mỏi khi mà làm việc nhiều giờ. Vai đeo cũng thế, lớp mút khá là dày dặn. Chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ dài ngắn để phù hợp cho người sử dụng ạ. Đây là phần ống thổi. Phần ống thổi được làm từ nhựa này, khá là bền. Và phần phía tay ga được trang bị ở đây, mọi người có thể di chuyển phần tay ga sao cho phù hợp trong quá trình chúng ta sử dụng. Về phía tay ga này thì mình có thể ga lớn, ga bé để điều chỉnh được cái độ thổi mạnh hay là nhẹ. Như lúc đầu mình đã giới thiệu với các bạn thì chiếc máy này sử dụng động cơ 2 thì pha nhớt, nên là khi các bạn trong quá trình mình sử dụng máy thì mọi người nên pha đúng tỷ lệ xăng nhớt là 25:1 để cho máy của chúng ta sẽ được hoạt động trơn tru, phần động cơ sẽ khởi động dễ dàng. Máy thổi lá thổi bụi Sumo 3000 được ứng dụng rộng rãi trong các nhà xưởng, trong gia đình hay là trong các bồn điền, cũng như là trong dọn dẹp vệ sinh môi trường. Có thể thổi bụi, thổi lá cây, ngay cả những chiếc lá còn đang ướt đọng lại ở trên đường hoặc là ở trên cái tảng đá, mình đều có thể thổi bay được. Hãy cùng mình cách chiếc máy này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha tỷ lệ xăng nhớt cũng như là khởi động chiếc máy lên để xem là lý do tại sao chiếc máy này lại được đông đảo anh em tin dùng đến vậy ạ. Để sử dụng được máy thì tiên là các bạn phải có xăng này, và tiếp đến là nhớt 2 thì cùng với một bình pha và có phễu đi kèm để giúp chúng ta thao tác dễ hơn. Khi mà các bạn mua máy thì kèm theo máy thì sẽ có một chiếc bình pha để xăng nhớt ở đây. Bình này pha với tỷ lệ 25:1. Các bạn lưu ý này, lúc vạch xăng đến đây thì chúng ta sẽ cho từng này nhớt, đúng là tỷ lệ 25:1 nhé. Người lưu ý này, các vạch tương ứng xăng ở bên bình lớn và nhớt ở bên bình nhỏ. Bây giờ mình sẽ pha cho các bạn và để test máy ạ. Mọi người lưu ý nhé, mình pha đúng tỷ lệ ạ. Sau khi mà chúng ta đổ xăng pha nhớt vào trong rồi thì ở dưới này có cái núm xăng, các bạn sẽ bơm lên. Đấy, bơm làm sao để cho xăng nó lên cái phần dây màu vàng và nó đi xuống bằng dây màu trắng, nghĩa là xăng nó đi vào phần động cơ. Sau đó thì chúng ta sẽ khởi động công tắc. Ở đây mình sẽ khởi động công tắc lên nhé. Mọi người lưu ý là chữ Y là khởi động và chữ O là tắt. Ta sẽ giật nổ. Đây là cái leo khó này. Các bạn lưu ý nhé, nếu mà trong quá trình mà chúng ta làm liên tục thì các bạn sẽ nhấn cái phần nút này. Đây, các bạn nhấn cái phần nút này, ga vào này, nhấn hai bên ga vào để cho giữ cái độ ga của nó luôn luôn liên tục, để chúng ta không phải bấm liên tục. Đây ạ. Mọi người nhớ nhé, bóp phần nút trên, nút dưới này và chúng ta giữ vào. Đấy. Cái độ ga của nó sẽ được liên tục mà chúng ta không cần phải thao tác.
Vừa rồi các bạn đã nhìn thấy cách mà mình thao tác cũng như là sử dụng cái chiếc máy này để thổi bụi, thổi lá cây ở trên đường. Một lưu ý dành cho mọi người khi mà mọi người sử dụng máy, để chiếc máy của chúng ta luôn luôn hoạt động mạnh mẽ và luôn luôn bền bỉ, thì sau mỗi một lần sử dụng, các bạn hãy giúp mình là rút hết xăng ở đây ra này, và máy này đi thổi bụi, thổi lá nhiều thì cái bụi bẩn nó sẽ bám lên máy, bám lên phần động cơ, thì mọi người hãy vệ sinh nó đi để cho nó được sạch. Mọi người nhớ là mình phải tháo xăng ra nhé, để cho xăng không bị thối, không bị đọng lại trong máy, để các đợt khởi động sau máy sẽ được lên dễ dàng hơn. Một sản phẩm cực kỳ là chất lượng và ứng dụng cực kỳ là cao, mình có thể sử dụng thổi bụi, thổi lá cây. Một sản phẩm mà được anh em khách hàng của Vinmark dùng khá là nhiều. Vậy còn chần chờ gì nữa mà các bạn không quan tâm ngay đến model này ạ? Các bạn lưu ý đây là model Sumo 3000. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người hãy liên hệ đến số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Đối với những khách hàng nào mình muốn có những trải nghiệm thực tế với chiếc máy này thì xin mời mọi người ghé qua địa chỉ của công ty tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.